nghe theo lời rủ rê của nhiều tài xế taxi, cho rằng sử dụng ma túy tổng hợp sẽ giúp họ có sức khỏe, bền bỉ trong quá trình lái xe, nên Hoàng Quốc Anh đã thử. Sau vài lần thử, Y đã trở thành con nghiện và rồi từ đó thường xuyên sử dụng ma túy tổng hợp mỗi lần phải tăng chuyến, tăng ca. Chẳng muốn chơi đâu, người mình đi làm cả ngày về mệt rồi. Xong rồi tự nhiên 3 giờ sáng có cuộc điện thoại bảo vụ sáng đón chị hoặc đón chú. 8 giờ đi tỉnh Thanh Hóa hay các thứ, mấy trăm cây số đi gấp, thế mà có đi hay không? Mình vẫn đang thiếu ngủ, mệt, mà bây giờ mình mà không đi thì tiếc. Nó lại phải tìm đến ma túy để dùng để mình có sức khỏe mình đi. Những tưởng ma túy chỉ như một liều thuốc an thần, giúp Quốc Anh tỉnh táo hơn trong những chuyến xe đêm. Thế nhưng ma lực của đồng tiền đã khiến Y rơi vào vòng xoáy tù tội, trở thành tội phạm mua bán trái phép chất ma túy từ lúc nào không hay. Buổi sáng trời mưa to, em đang chở khách, thì có một người bạn xã hội tên là Kun ấy, có gọi điện thoại cho em nhờ mua 1 triệu tiền ma túy. Thì em cũng có nhận lời với Kun, khi em chở khách xong xuôi hết, rồi em có vòng về cửa khẩu Long Biên, gặp một người bạn xã hội tên là Tuấn. Tuấn có đưa cho em ma túy đá, rồi em mang ma túy đấy, em đi đến số nhà 192 để chờ Kun ở đấy để em đưa ma túy, thì bị anh công an quận Tây Hồ đến kiểm tra. Tội phạm ma túy có xuất phát điểm từ lái xe taxi, cũng có những chiêu trò riêng nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Một số đối tượng lợi dụng vỏ bọc là lái xe taxi để mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng này hoạt động rất là tinh vi, khi mà bị bắt thường quanh co chối tội, không nhận cái ma túy ở trên xe là của mình, bỏ lại phương tiện hoặc là sử dụng ngay cái phương tiện taxi để bỏ trốn, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình vây bắt. Cơ quan công an khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho lái xe nhằm tăng cường kiểm soát đội ngũ lái xe, tuyệt đối không để lái xe có sử dụng ma túy hoặc các chất kích thích điều khiển phương tiện. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng cần tích cực phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra các điểm dừng nghỉ, kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối với lái xe đường dài. Những tài xế bị phát hiện sử dụng ma túy phải bị xử lý nghiêm, tước giấy phép lái xe.